Trong cái cuộc đời này có những cái cảnh ngộ mà chúng ta không thể nào nhờ người khác giải quyết được, mà cái giải quyết là bản thân mình. Mình mới là người giải quyết được. Chỉ cần mình cởi mở tâm tư thì mình giải quyết được thôi. Chứ nhờ ai bây giờ? Càng nói cho nhiều người nghe có khi càng phiền phức. Hiểu không? Nên việc buồn, cái khổ, sự trở ngại không phải đụng ai cũng nói đâu quý vị. Nói ngay cái người mà người ta có thể giải bệnh giùm cho mình được thì hãy nói. Chứ đừng có nói ngay cái người mà nó không giải được, mà nó còn làm loạn thêm nữa. Đúng không? Đó, nên từ nơi đó không phải đụng đâu cũng nói đâu. Việc vợ, việc chồng không đụng ai cũng nói đâu. Hoặc là mình phá thai bao nhiêu lần cũng phải đụng ai cũng nói đâu. Nói chi vậy? Đâu có ý nghĩa gì đâu. Có nói thì mình nói đúng người, giải thích cho mình một phương pháp tu để hóa giải, chứ nói tùm lum chi vậy? Hoặc là mình có mấy đời chồng nói chi vậy? Lấy chồng người ta đâu nói chi. Đừng có nói mấy chuyện này chi. Vì nói ngay cái người không giải quyết được thì không cần nói. Đúng không? Đó. Nên á, mỗi người có nhân duyên khác nhau quý vị. Nên chúng ta mà học Phật mà hiểu được thì cuộc đời quý vị không có cái gì khổ trong cuộc đời này chứ. Thật sự luôn. Có nhiều người nghe câu này họ nói câu gì nè quý vị. Trời ơi thầy tối ngày thầy ở trong chùa không? Thầy có lo cái gì đâu. Rồi ta đem tiền lên ta cúng dường. Thầy đâu cần phải lo. Quý vị đi cạo đầu thì coi có ai cúng với quý vị không? Thử đi. Quý vị thấy cũng đâu có ít người cạo đầu. Đúng quý vị? Mà để mà cái người mà phát tâm cúng dường cũng không phải là nhiều đâu quý vị à. Đúng không? Thử đi. Đó. Không phải ai cạo đầu đi tu cũng được người ta cúng dường đâu quý vị. Người ta cúng dường, người ta cũng nhìn mặt á. Nè. Ta nói chọn mặt mà gỡ đô la. Quý vị làm cái gì mà ta gỡ cho quý vị? Ví dụ như mỗi ngày quý vị nấu tô mì bị ăn cho cá nhân mình, ai gỡ cho quý vị? Mỗi ngày quý vị chỉ có một mình, ai cúng cho quý vị? Người ta có cúng, người ta cũng cúng cho một mình quý vị ăn. Tại sao người ta gặp mặt Như Đức là người ta cúng? Vì Như Đức lo cho nhiều người ăn. Vậy thôi. Đúng không? Nó, ta làm bao nhiêu việc thì người khác mới đến với người ta. Bây giờ Tết nhất, quý vị coi tính bao nhiêu chương trình cho khóa tu liên luôn. Không sợ cực khổ, không sợ mệt mỏi, không sợ bận bịu gì hết. Chỉ cần người ta được lợi ích là nghĩ cho người ta lợi ích. Rõ ràng chưa? Thì mình như vậy thì duyên phước nó tăng lên. Mà duyên là ở đâu? Nè, duyên nè. Rồi phước ở đâu tăng lên? Nè. Chứ duyên phước ở đâu? Duyên phước là do con người chứ ở đâu? Quý vị không có duyên với ai làm sao có phước? Đã không có duyên với ai thì ai đến với quý vị mà có phước? Ví dụ như trong cuộc đời này không ai chơi với quý vị hết trơn, quý vị làm sao làm ăn? Không ai chơi với mình chứ sao mình làm ăn đây? Con người mà không giao thiệp được với ai chứ, không ai ưa mình hết, vì mình làm ăn với ai? Đúng quý vị? Đó. Xấu thì xấu nhưng mà mình có duyên mới được. Mà duyên ở đâu tạo ra? Mình tạo ra. Chàng ơi, duyên thì do mình tạo ra. Mà duyên á, nó từ cái chỗ nào tạo ra nhanh nhất? Từ cái miệng. Trời ơi, hổ ghê. Từ cái miệng là duyên nhanh nhất. Hiểu không? Nó, tại vì cái miệng nói có duyên hay không có duyên là do cái miệng. Vô duyên, có duyên cũng do cái miệng mà ra. Hiểu không quý vị? Đó. Có cái miệng mình gặp người, chào cô, là thấy người ta thương. Chào chú. Còn mình gặp người ta,
Ví dụ như con cái mình đi, mình nói con chào cô chú đi con. Không, ông chào ai vậy kìa? Vô duyên rồi đó, thấy chưa? Người ta không cần nói gì với con bị đâu, nhưng mà trong lòng người ta nói con cái gì không biết dạy. Nói câu đó là thấy vô duyên rồi, thấy chưa? Còn thí dụ như giờ con cháu mình dạy từ khi còn nhỏ, chưa kêu chứ gặp người ta, dạ chào cô, chào chú. Công nhận nhỏ dễ thương nghe, nhỏ có duyên nghe, nhỏ này dễ thương nghe. Được á, được á con. Này con, kẹo này con. Thấy không? Đó. Nên nó có nhiều đứa nít, như bữa đó như Đức kể hai đứa nít. Một đứa nít nó vừa gặp như Đức nói, dạ chào thầy. Thích nghe thầy giảng luôn thầy ơi. Thầy. Không, thằng nhỏ chạy lên nó nói với thằng nhỏ kia, chào thầy đi mày. Gặp thầy mày không chào. Chào thầy đi, nó tao không chào thầy nữa sao. Thấy chưa? Hai đứa hoàn toàn khác nhau. Một đứa gặp chào mà còn kêu thằng kia chào đi. Thằng kia nó tao không chào rồi sao. Nhưng Đức nói mày không chào kệ mày. Thấy chưa? Không. Nên quý vị thấy có duyên hay không có duyên là do chúng ta gầy dựng cho con cháu của mình. Vậy thấy người ta nhỏ xíu xíu kìa, người ta ngồi mà có duyên chưa? Tí tí người ta ngồi im ru, có thấy chưa? Nó có duyên từ trong bụng mẹ đó. Tí tí ngồi á, thấy không? Nó ai nghe pháp, ai làm gì làm, ta ngồi im ru vậy đó. Nó vậy mà mũi nở lòng cắn nhỏ. Thấy không? Nên từ nơi đó, thấy không? Cái gieo cái chủng tử từ khi trong bụng á, nó hay chưa? Nên con cháu của mình á, mà mình gầy dựng cho con cháu mình một nền giáo dục, đó là cái món tài sản lớn nhất để cho con cháu. Còn mình đi vô trong chùa, cái quy tắc con người mình nên tham khảo sơ qua về các tôn giáo một chút. Vì con người đa phần đều có tôn giáo, đều có sự tín ngưỡng. Nên chúng ta tham khảo sơ qua các mặt tôn giáo, để khi mình buôn bán kinh doanh gì thì cái mặt tôn giáo nào mình biết để mình giao tiếp với mặt tôn giáo đó. Con người như vậy mình mới có thể đến với con người ta gần gũi hơn. Có những người ta đi vô chùa gặp ông thầy đang ngồi ăn cơm, đi ngang đi nhìn. Ê, cơm đâu ạ? Tại vì sao? Họ vừa không có tín ngưỡng mà họ thêm cái đó, họ còn không nghe được giáo dục. Tiêu. Thấy chưa? Đó. Nên còn đi vô bằng thờ Phật thì đứng nhìn như nè. Tao lại Phật chi? Rồi một ngày nào mày không biết mày lại cái gì luôn. Mày lại cái gì? Mày lại đầu trâu mặt ngựa. Nó xử lý mày cho đừng có chuyện dẫn chơi. Đừng có nói là ta đây cái gì dữ dàng. Rồi khi bệnh đau xuống một cái đi. Mỗi ngày mạnh dù giác cả bầu trời, nhưng khi bệnh đau một cái đi, một cái bông gòn mà giác cũng không nổi. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Ồ. Quý vị biết rằng từ xưa tới nay bao nhiêu anh hùng hào kiệt khi đã xa cơ thất thế rồi, già bệnh gần chết rồi, thì chúng ta hoàn toàn có những người, quý vị thấy không? Coi chuyện đi quý vị thấy. Có những người anh hùng hào kiệt một thời quanh quanh liệt liệt, khi gần chết thì bao nhiêu cô hồn kéo đến làm này làm kia, làm bắn loạn tâm trí, có không? Nên sự tín ngưỡng là một điều rất thông minh, không phải là mù quáng. Tín ngưỡng là thông minh chứ không có mù quáng. Mù quáng là do quý vị nghe lời dạy sai lầm, quý vị nghe làm bậy mới là mù quáng. Vì nghe nhà Đức dạy nãy giờ, nói nãy giờ, có cái gì mù quáng đâu? Nhà Đức đâu có kêu quý vị đi về chùa cúng dường nhận Đức, mà nhà Đức chỉ bị là làm cái gì phải hiểu biết. Tín ngưỡng bằng cái hiểu biết, chứ không phải mê hoặc điên đảo. Có nhiều người đưa cái đầu lại, thầy vỗ đầu giùm con cái các thầy. Nói sao bà dạy quý vị, sao cái đầu bà mà đưa cho người ta vỗ, hiểu không? Thầy sao thầy vỗ cái vai giùm con cái các thầy. Sao mà đưa vai cho người ta vỗ, vỗ đầu vỗ vai, nó đâu có giải quyết được vấn đề bệnh hoạn. Mà vỗ cái tâm á, nó mới giải quyết được vấn đề. Vỗ cái tâm là gì? Là đem Phật pháp đột phá vào tâm á.
chỉnh đốn lỗi lầm lại, sửa đổi lỗi lầm, thì tức khắc tâm an thăng khỏe. Hiểu không? Chứ nếu như mà vỗ cái đầu, vỗ cái vai cái mà khỏe thì những đứa đâu có bị cảm xúc. Những đứa sẽ dùng công lực để trị bệnh cho mình. Những đứa sẽ ngồi xuống, vô phòng ngồi xuống những đứa. Thì hết bệnh rồi, chịu một tháng mấy nay ho hen, giờ này mà còn ho nè. Chưa? Nếu mà vuốt một cái, vỗ đầu một cái mà hết thì tôi làm tôi rồi. Nó chỉ là may mắn gặp thờ thôi. Nhớ kỹ, chỉ là may mắn gặp thờ thôi nghe. Có rất là nhiều người nói tội thầy ơi, con nghe đồn thầy vuốt cái vai một cái bà kia nhẹ sờn luôn. Nói bà nhẹ được mấy ngày, bà nặng lại bây giờ. Cái sự gia trì cho Phật Pháp là lời dạy nhân quả, chứ không phải là vuốt. Nếu mà vuốt thì tôi không phải là thầy Thích Nhận Đức, mà tôi thầy Thích Nhận Vuốt. Thấy không? Quý vị đừng có nên mê hoặc điên đảo. Học Phật là học chánh tín chứ không phải là mê tín nha quý vị. Nhớ nghe quý vị. Có nhiều người đầu năm đầu tháng đi đến chùa xá Phật lễ Phật, trao gửi cho Phật những cái điều buồn khổ nhất trong cuộc đời của mình, than van với Phật: Phật ơi Phật, coi sao chồng con nó bỏ rơi con vậy Phật ơi Phật. Từ khi con biết thì bây giờ cuộc đời con cứ khổ mãi như vậy vậy Phật. Con làm tội lỗi gì con khổ như vậy vậy Phật. Phật ơi, Phật ơi, Phật gia hộ cho con, để con hết khổ đi Phật ơi, là Phật. Không có giải quyết được vấn đề, đúng không? Cái khổ đau quý vị là gieo nhân mà bây giờ quý vị gặp khổ. Bây giờ quý vị vui vẻ trả khổ thì quý vị sẽ hết khổ. Đúng không? Có cái cô này, cô 32 tuổi rồi mà không ai ngó tới. Cô đến cô gặp những đức. Cô hỏi: dạ thưa thầy, vì nhân duyên gì mà từng tuổi này mà con mặt mày cũng sáng sủa, không đến nỗi xấu xí, dáng dốc thì cũng coi được chứ không đến nỗi tệ, vậy mà không một thằng nào ngó ngàng đến con, do nhân duyên gì mà cuộc đời con mới gặp những sự cố như vậy vậy thầy? Những đức nói: gì bà vô duyên. Vậy thôi. Chứ cố gì bây giờ. Sao thầy nói nặng như thế? Nhà Đức nói: vô duyên là không có duyên. Trời ơi, là không có cái duyên với đàn ông. Chứ nặng cái gì? Không có nặng. Vô duyên là không có duyên. Vậy thôi. Bây giờ cô đi tổng kết bao nhiêu người đã có duyên với đàn ông đi, rồi tới từng tuổi, 60 tuổi đi, rồi cô đi tổng kết và hỏi những người đó đi, cuộc đời của họ có duyên với đàn ông, họ hạnh phúc được bao nhiêu? Rồi cô bây giờ không có duyên với đàn ông á, bây giờ cô còn cảm thấy hơi buồn, nhưng mà vài chục năm sau thì cô sẽ là người hạnh phúc nhất. Vì sao? Một mình dễ đi hơn. Con đi đâu đi à? Đi tu đi. Vô chùa vô. Đi về về. Một mình mà. Nhưng mà có chồng là có sự ràng buộc. Nên người ta mới nói rằng có chồng như ống đeo vào cổ. Chưa? Ê mày. Đó. Lên chia sẻ Phật Pháp mà nói thao thao bất tuyệt là do từ đâu? Tâm rộng. Thấy không? Nên đầu năm đầu tháng này chúng ta nói những việc mà con người chúng ta đi chùa bị mê tín nặng nề, không có kết quả của cái việc tiếp nhận giáo pháp. Đi vòng vòng mà không nghe được giáo pháp quý vị. Đa phần là đi lòng vòng. Không trồng cây mà muốn bẻ trái ăn không à.
Kêu niệm Phật, kêu lễ Phật thì mỏi quá. Nhưng mà cầu trước Phật thì cầu tùm lum. Cúng cho Phật thì lựa tiền lẻ. Mà cúng ít mà muốn nhiều. Đưa cho Phật nải chuối, một bó hoa, mà lại cầu Phật cho trúng số, cho chồng con bỏ rượu, cho con gặp anh đẹp trai, cho con gặp một cái nàng đẹp gái. Không lẽ Phật mỗi ngày đi làm cái chuyện này? Phật mà đi làm cái chuyện này thì Phật là quá nhiều chuyện, nhiều điều. Phật đâu có làm cái chuyện này đâu quý vị. Mà Phật dạy mình là dạy cái gì? Là dạy bạn giàu, nghèo, đẹp, xấu gì thì trong cái duyên sống đó bạn cũng phải sanh giác ngộ tâm. Vì sao? Vì duyên hợp, duyên tan. Duyên bữa nay hợp, ngày mai tan. Vì thấy trong cuộc đời này không? Chúng ta nhiều người lớn tuổi ngồi đây, quý vị suy nghĩ nè. Quý vị đã từng có một giây phút, một thời gian hạnh phúc khi mới cưới nhau và sanh một đứa con đầu lòng. Hai vợ chồng mỗi ngày đi làm tranh thủ gì, vừa thương vợ vừa thương luôn con, cảm thấy mình hạnh phúc. Làm cực cỡ nào về cũng cảm thấy không có mệt. Nhưng một ngày nào từ từ con càng ngày càng lớn lên, rồi con đi học xa, cha mẹ phải lam lũ cực khổ gỡ tiền cho con đi học. Rồi từ từ con lại lập gia đình, có một gia đình riêng. Thì cái người làm cha làm mẹ này càng ngày càng già. Con thì có gia đình riêng, lâu lâu đến thăm lặng. Hai ông bà này già, già sống heo hút sống trong gia đình. Rồi từ từ ông chồng hoặc bà vợ chết trước, còn một người ở lại. Mỗi ngày buồn than vang, mình cảm thấy mình cô đơn quạnh quẽ quá. Có không? Đó. Không? Rồi có khi mà chồng hay vợ chết trước thì mỗi ngày bớt cơm ra ghen ghị. Nè ông, cái món này là ông thích ăn nhất. Nè ông ơi là ông, tôi đã nói với ông rồi, sao để cho tôi chết trước đi, thì sao ông lại chết trước tôi như thế? Ông chết trước ông còn sung sướng hơn tôi. Ông biết mỗi ngày tôi cô đơn cỡ nào hay chưa? Dù có đồ ăn thức uống nhưng ăn cũng thấy ngon chút nào hết trơn á. Đây nè, gặp cho ông miếng ăn nè, ăn đi ông ơi là ông. Thấy không? Khổ chưa? Nhớ lại cái hạnh phúc thời còn trẻ và quay lại sự cô đơn của tuổi già. Cái hạnh phúc đó nó chỉ là một cái dư âm làm mình khổ đau thêm. Phải không quý vị? Nghe kỹ đi nghe. Ừ, nó là dư âm làm mình khổ đau thêm. Tại sao cô gái này bị người yêu bỏ mà cô ra bãi biển cô ngồi cô khóc quá trời khóc luôn? Vì sao cô khóc? Hiểu không? Vì sao? Vì cô nhớ lại cái lúc cô mặn nồng bên người yêu. Nhớ lại những hình ảnh, nó nhớ lại, nhớ lại, nhớ lại, nhớ lại. Rồi thấy bây giờ mình đã bị bỏ rơi. Tự nhiên nhìn bầu trời này tự nhiên sụp tối. Mặt biển rộng mênh mông nhưng ta không biết đâu là bến bờ. Đúng không? Tự nhiên thấy cuộc đời mình nó trống vắng không tưởng tượng được. Nên con người người ta mới đi vào cái trạng thái mù quáng, nhảy xuống biển cho cái mặt ăn chơi. Thấy chưa? Tự tử á. Hiểu không? Nhiều người thất tình tự tử mà. Là tại sao tự tử? Vì người ta đặt tình thương vào một con người đó quá cao độ. Đến khi người đó nói một lời nói, thôi chúng ta chia tay đi. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã hết lòng hết dạ với anh, tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em có lỗi lầm gì? Em có lỗi lầm gì? Tại sao anh lại bỏ em? Anh hãy nói đi, anh hãy nói đi để em sửa lại. Em không có lỗi gì hết. Em không có lỗi gì, tại sao anh lại bỏ em? Tại sao? Xong, bây giờ em muốn biết tại sao đúng hay không? Em biết tại sao hay không? Tại vì anh không yêu em nữa.
xong vậy thôi. Còn hỏi nữa chứ, tại sao ngày xưa anh nói là anh yêu em cả đời, đó là lúc đó anh nói gì, còn bây giờ thì không còn nghĩ gì nữa. Lời nói có sự thay đổi em à. Trong cuộc đời này có cái gì mà tồn tại mãi đâu em. Đường mà đi giết nó còn lũng mà. Phải không? Đường chát nhựa mà chạy giết còn bể mà. Hiểu chưa? Con người mà còn có lúc phải già mà em. Bộ đồ em bận mà từ từ còn cũ mà. Không chi lời nói như gió thổi mây bay em à. Ghê không? Đó. Nên giáo pháp của Phật là do con người nói ra. Con người nói đúng thì vì nhờ, con người nói sai thì vì chịu. Cái duyên của người nói đó, tùy người ta nói làm sao quý vị học được gì. Quý vị có duyên thì được nhờ, vô duyên thì chịu. Vô duyên là bị gặp người dạy mê tín đó. Hiểu không? Mê tín. Có cái bà kia bà lâu gặp như nói thầy, thầy con bây giờ con đi đến chùa thầy, mà con thì ở miền ngoài á thầy, lâu lâu mới được vô đây yên lặng. Giờ con xin hỏi thầy, nhà chùa nói rằng con đi vô đây tu, mai mốt gia đình có hậu sự gì tự giải quyết. Giờ con nghe con sợ quá trời sợ rồi. Lại chùa đó thì tu không qua được. Mà giờ nói lỡ gia đình có người chết rồi tự lo, con cũng không biết làm sao. Bây giờ cô thỉnh thầy, có gì nhà con có người chết con mời thầy ra ngoài được không thầy? Những đức nói được, bà cứ cố gắng niệm Phật cho tốt đi, sau này gia đình có hậu sự gì những đức sẽ ra ngoài đó. Nói thôi cô cảm ơn thầy mà thầy quá cảm ơn luôn. Thì cách 7-8 năm sau, mẹ của bà mất, thì bà điện thoại vô trong chùa mời những đức ra. Thì những đức nói bà bấm lên cái trang của chùa thì những đức ra ngoài gì đâu. Hiểu không? Có cái điệu hộ niệm đó, bấm lên xong những đức ngồi, những đức hộ niệm cho. Đúng quý vị. Lúc những đức nói là những đức nói rõ ràng, khi gia đình có hậu sự gì thì báo giùm, thì những đức ra, miễn sao có những đức ở đó thôi. Đúng quý vị. Mà rõ ràng xác thực là những đức mà. Đúng không? Mà 7 năm sau thì hoàn toàn bà đã nghe pháp hiệu. Cho người ta cơ hội 7 năm chờ. Khi người ta nghe pháp hiệu, tự người ta sẽ biết phải làm sao. Đó. Đó. Nên quý vị thấy mà Đức Phật trí tuệ không? Khi mà A Nan đẹp quá đi khất thực mà Ma Lăng già đi theo, cứ lẻo đẻo đi theo A Nan, cứ theo A Nan suốt. A Nan đẹp lắm, rất đẹp. Nên trong đệ tử của Đức Phật là có một mình A Nan, là Đức Phật kêu là khi mà đắp y là phải tròn luôn vai. Thường ngày xưa là đắp y người ta để bên vai phải, nhưng mà riêng A Nan là quấn y tròn vai luôn. Tại vì A Nan quá đẹp. Đẹp. Chứ gặp những đức bây giờ để ai dài của mày khó tới đó. Xấu xí mà để ai dài của mày thì gớm đi chứ. Đúng chưa? Từ đó anh An để một vai bên phải mà vậy mà bao nhiêu người mà thương yêu thích anh An chứ. Nên anh An á là mệnh danh đặc biệt là gì? Duyên với phái nữ cực kỳ nhiều. Quý vị biết rằng á, bậc thượng thủ như Ngài Ca Diếp lợ truyền giới cho ni giới, vậy mà người ta không vui bằng khi A Nan đến. Khi A Nan đến mà đọc giới hoặc là giảng pháp thì phái nữ vui lắm. Thì biết là A Nan dễ thương cỡ nào chưa? Nói chuyện dễ thương, vui vẻ nè, biết quan tâm người nữ nè, nó rồi biết tâm sự với người nữ nè. Nên A Nan được phái nữ rất thương yêu và rất thích A Nan. Đó.
không? Vậy đó mà con lần đi cắt thực mà ma lăng già, cô gái cũng xinh đẹp, thấy anh An mà thương say đắm, mê thiệt là mê. Về rồi buồn, thất tình, buồn, thương anh An mà không nói nên lời, bệnh đau suốt. Không biết đây có cô nào, có cô nào mà đêm không ăn ngày không ngủ không, mà nhớ trộm thương thầm ai đó mà không nói lên lời, buồn khổ. Rồi ma lăng già về có buồn suốt, buồn. Mẹ là hỏi con ơi con, với từng tuổi này con, tại sao con buồn khổ gì mà con, cái chuyện tâm sự gì mà con buồn dữ vậy con, giết mà heo hon hết vậy con. Xong rồi ma lăng già ban đầu không nói gì, nhưng mà mẹ hỏi giết, mẹ nói rằng con nói ra đi, mẹ giúp cho con nghe không con, chứ con bệnh đau kiểu này có hai mẹ con, mà lỡ con có bề gì mẹ sống làm sao nổi đi hả ma lăng già. Nên lúc đó ma lăng già nói rằng, mẹ ơi mẹ, chứ tim con đã thổn thức với anh An rồi mẹ ơi mẹ. Rồi mới nói lên là thương anh An quá trời thương, tìm mọi cách để mà kết hợp cho ma lăng già với anh An. Và mẹ mới dùng mọi cách, bởi vì tấm lòng của cha mẹ dù tạo nghiệp chướng cũng nghĩ cho con mình. Không? Nên á, trong kinh á, Du Lan đó là dù cho là tạo tội bị giam bị cầm cũng mong cho con mà được lợi ích. Nhưng mà chúng ta học đạo rồi chúng ta đừng nên làm điều đó, vì mình làm điều đó nó không có lợi ích gì cho cả hai bên. Hiểu không quý vị? Thì quý vị biết rằng là cuối cùng không có được, nhưng mà cái lẻo đẻo đi theo anh An suốt, đi về tới tịnh xá. Về tới tịnh xá thì lúc đó thì Đức Phật biết ma đang già nên đến lúc được độ. Thì anh An đi vào tỉnh xá thì ma lăng già cứ đứng ngoài đợi. Rồi xong rồi Đức Phật kêu đệ tử ra kêu ma lăng già vô. Rồi Đức Phật hỏi là thương anh An quá. Rồi Đức Phật nói à bây giờ được, Đức Phật sẽ gả anh An cho ma lăng già, nhưng có một điều kiện là ma lăng già ở trong tăng đoàn xuất gia tu một năm. Xuất gia tu một năm, nhưng đưa ma lăng già qua bên ni chúng ở bên đó, xuất gia ở bên đó trong một năm, không được gặp nhau. Mà A Nan có lợi truyền giới, đọc giới xong đi về, chứ không có cái việc mà được nói chuyện với A Nan nghe. Trong một năm sau thì hai người làm đám cưới. Thì quý vị biết rằng là ma lăng già vui quá, cạo đầu xuất gia liền, vì năm sau được có chồng ngon quá mừng. Hiểu không? Quá mừng rồi. Thì cuối cùng ở trong tăng đoàn tu, mỗi ngày nghe Phật thuyết pháp, rồi nói về cái vô thường khổ đau của đời người này kia. Ma lăng già lúc đó tự nhiên tỉnh ngộ, nghĩ rằng thân này bây giờ có đẹp cỡ nào, nhưng một ngày nào cũng già đi và cuối cùng phải chết đi. Cuộc đời vô cùng vô thường, không có một cái gì là vĩnh cửu mãi mãi cả. Tình thương của mình đặt bây giờ thương yêu, nhưng một ngày nào xa lìa khổ. Tự nhiên ma lăng già tỉnh ngộ, và qua một năm Đức Phật nói rằng bây giờ ma lăng già có muốn cưới anh An nữa hay không? Thì ma lăng già nói: bạch Đức Thầy Tôn, trong một năm chờ ở trong tăng đoàn của Đức Thầy Tôn, con đã cảm thấy giáo pháp Đức Thầy Tôn là một giáo pháp giải thoát vô cùng vi diệu. Đối với cái ngũ dục lục trần chỉ là nhất thời mê muội mà thôi, đối với việc giải thoát mới là việc vô cùng thù thắng. Xin Đức Thế Tôn cho con được ở trong ni chung mà tu hành, không muốn cưới A Nan nữa đâu. Đó, hay không? Đó, vậy đây, quá tuyệt vời đúng không? Nên con người phải cần có thời gian để được rèn luyện và được dạy. Chỉ cần được ở trong cái giác pháp của Phật thì chúng ta sẽ có cơ hội để giác ngộ. Đó. Đó. Còn nếu như chúng ta không giác ngộ như trong Phật pháp thì thấy cái gì ngộ ngộ chúng ta giác. Tại quý vị tu tập thôi. Nếu không, quý vị giác ngộ thì nhìn thấu buông xuống. Nhưng quý vị không giác ngộ được nhiều thì quý vị thấy cái gì ngộ ngộ thì giác về. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng những đức cũng dùng phương tiện. Thí dụ như năm nay sẽ có những chương trình tặng quà cho người nghèo tại chùa. Mình sẽ có vật chất để tặng cho họ. Thì họ đi đến chùa thấy cái gì ngộ ngộ giác về.
thì có gạo giác gạo gì thì mình có thời gian cho họ ngồi ở trong ngôi Tam Bảo để mình giảng dạy từ từ cho họ, rồi mình mới đưa gạo cho họ để giác gì, rồi mình cứ làm lai rai vậy hoài. Hiểu không? Mình làm lai rai vậy hoài, mình dạy họ, rồi từ từ họ mới hiểu cái nguyên lý của cái việc có phước mới có phần. Thì họ làm ăn phát đạt, họ đem gạo đem vô lại. Quý vị biết rằng nghe, trong cái giáo pháp của Đức Phật á, là một cái giáo pháp mà gọi là gì? Nếu mà nói về kinh doanh là đại kinh doanh. Nếu mà nói về giải thoát là đại giải thoát. Nếu nói về an vui là đại an vui. Và mỗi một cương vị đều thành đạt, đều là làm cái thở ban đầu người ta không biết thì cứ là tặng cho. Nhưng từ từ người ta biết, người ta sẽ tự đem vào đưa cho mình còn nhiều hơn. Hay vậy đó quý vị. Nên cái giáo pháp Đức Thế Tôn quan trọng nhất là gì? Giảng dạy. Giảng dạy là một cái việc cực kỳ quan trọng. Nên Đức Phật khi thành Phật, 49 năm của Đức Thế Tôn làm việc gì? Giảng kinh thuyết pháp. Bây giờ quý vị ngồi nghe như vậy thôi mà trong lòng quý vị cảm thấy vui sướng, nhẹ nhàng. Là vì sao? Vì quý vị được cái giáo pháp Đức Thế Tôn truyền trao đến cho quý vị. Đúng không? Quý vị biết rằng là Phật pháp có thể giải mã được những cái tâm tư mà u uất của quý vị, có nhiều sự chối buộc, mà cái giáo pháp Đức Phật có thể dùng phương tiện, có thể khéo léo vô cùng để mở sợi dây chói buộc đó ra từ trong tâm can quý vị. Hay như vậy đó, chỉ có nghe thôi mà cởi mở ra được. Quý vị biết rằng sự chói buộc của chúng ta là ai chói buộc mình, quý vị biết không? Quý vị đã giác ngộ tương đối rồi đó. Không ổn công cái chục năm tôi chia sẻ một phát. Hội chúng này đã giác ngộ tương đối. Năm nay là năm mới, tôi thiệt là mừng vì quý vị đã giác ngộ tương đối. Chưa có triệt để. Có giác ngộ là được rồi. Nên chúng ta bị chối buộc, thường mê hoặc cho rằng người khác tạo tác cho chúng ta khổ đau. Nhưng khi hiểu ra rồi thì sự tạo tác cho chúng ta khổ đau là do chúng ta. Đúng quý vị. Có cái cô này, chồng của cô nhậu từ sáng đến tối, từ tối ngủ một chút đi nhậu nữa. Nhậu quá trời nhậu luôn. Cô đến cô than thở, cô nói như Đức Thầy ơi, bây giờ chồng không lo làm ăn gì cả, nhậu suốt luôn. Cô thiệt tình là khổ vì có một người chồng như vậy. Những Đức nói bà đi nhậu thử đi, rồi bà sẽ biết. Làm sao con nhậu được? Bà nhậu không được thì nói làm chi? Nghe không thấy chưa? Đúng không nghe không? Tối ngày cứ nói ta nhậu nhiều. Ngon đi nhậu đi rồi biết. Được không? Nam nhi đại trượng phu mà không nhậu sao được. Đàn ông mà không biết uống rượu không lẽ là đàn bà sao? Được không? Từ nào đó Nhân Đức nói bà ngon bà đi nhậu tới đi. Bà uống một xì thôi bà té cái rầm liền, đừng nói chuyện giỡn chơi. Ông uống từ sáng tới tối không phải đơn giản. Từ sáng tới tối mà từ tối ngủ một chút uống nữa thì không đơn giản chút nào, đúng không? Mà bà nặng nề, bà khổ trong tâm bà. Tại sao ông đi nhậu? Vì cái khổ đau này ai đem đưa cho bà? Tự bà. Đúng quý vị, cũng giác ngộ tương đối. Chúc mừng quý vị. Chúc mừng quý vị năm mới đã được giác ngộ. Thấy chưa? Chúc mừng các chị đã được giác ngộ tương đối.
Thấy không? Từ nơi đó mà quý vị biết rằng khi bạn nghe từ từ những Đức nói, cô nhớ nè, trong nhiều đời nhiều kiếp cô là chồng người ta mà cô ăn nhậu bê tha, không lo làm ăn gì hết. Bây giờ xoay chuyển lại, cô làm vợ, ổng làm chồng. Bây giờ ăn nhậu bê tha để làm cô khổ đau. Mà đây là cái tác động mà cô bỏ vào tâm. Cô có trách hờn gì chồng người ta lo làm ăn mà chồng mình thì ăn nhậu nên cô khổ. Nếu như cô hiểu được nguyên lý về nhân quả thì chồng người ta lo làm ăn là người ta có phước phạt. Chồng mình không lo làm ăn là do mình không có phước phạt. Hiểu không? Đã là không có phước phần thì chúng ta phải chịu khổ đau thôi. Bây giờ chúng ta đừng đem cái đó để vào tâm để trách hờn, trách móc. Thì bản thân chúng ta vừa một bên là vui trả nợ, một bên là sống an vui. Xong mà nói rằng phải chi nó nhậu nhẹt thì thôi, mà nó nhậu xong tối tới gì, con làm việc cả ngày đã mệt mỏi rồi, nói ọc 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 ọc, nó ói xong nó đè con nói vô miệng con, đè con nói vô miệng con, rồi xong nó đòi tùm lum tùm la. Đứa hỏi tùm lum tùm la là cái gì, bà nói thầy biết rồi con hỏi. Thì Nhân Đức nói với bà rằng nhìn quả thì biết nhân, mà nhìn nhân thì biết quả. Nên Phật nói trong kinh rõ ràng, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Bà hãy vui trả nợ đi, bà cố gắng trả đi, bà trả giết rồi bà thấy bình thường. Hiểu không? Giống như cách nay 4 năm về trước, Nhân Đức biết một cái cô này cổ than thở cái việc chồng của cổ hôi nách. Đây có ông nào bị cái này không? Bà vợ bà than thở, Nhân Đức có nói là trời khổ thế ghê, sống với ông chồng mà hôi quá thầy ơi, thầy kinh lắm, không chịu nổi. Bây giờ con mới làm sao thầy? Nhân Đức nói động phòng chưa? Bà nói xong hết rồi. Nhân Đức nói vậy thì phải chịu đựng, thấy không? Tại vì gạo đã nấu thành cơm rồi, đúng không? Duyên nợ rồi, cố gắng, thấy không? 2 năm sau bà đến, bà gặp Nhân Đức. Nhân Đức hỏi tình hình thấy sao? Bà nói dạ đứa có một em bé rồi thầy. Vậy là thấy ổn phải không? Rồi giờ cô thấy nó còn hôi nữa không? Thì bà nói là dạ thưa thầy quen rồi. Đó, thấy chưa? Quen rồi. Thấy chưa? Quen rồi. Xong 4 năm sau gặp lại. 4 năm sau gặp lại. Nhân Đức hỏi bà, bây giờ cái mùi đó không có bà chịu nổi không? Bà nói không. Quý vị thấy chưa? Từ ban đầu chịu không nổi, 2 năm sau quen rồi. 4 năm sau ghiền. Ôi cái câu mà cái bài ca hay, Minh Dương Lệ Thủy hồi xưa ca hay, lia thi quen chậu mà vợ chồng quen hơn. Phải quý vị? Đó, thấy chưa? Quý vị biết cái khổ đau của chúng ta cõi ta bà này là do cái gì không quý vị? Quen. Quen trong cái ngũ dục lục trần mà quen. Cái khổ đau chúng ta trong cuộc đời này là gì? Là lặp lại. Quý vị thấy, quý vị là người có gia đình, quý vị thấy phải một tuần hát chúng ta đã lặp bao nhiêu lần của cuộc đời chúng ta chưa? Giết đến nỗi chán mà phải lặp. Chán cũng phải lặp, vì sao? Vì không lặp thì không biết làm cái gì. Cuộc đời cực khổ, lam lũ kiếm tiền bạc vặt chắc. Cuộc sống cuối cùng là gì? Ngũ dục lục trần, phải lặp lại, lặp lại, lặp tới, lặp lui, lặp lại. Nó, quý vị thấy chưa? Lặp chừng nào hết sức thì nghỉ lặp.
Tới một ngày nào già gần chết còn sức đâu mà lập. Nhưng mà có những người già kiệt quệ rồi nhưng lại bị tình chấp. Già rồi mà có khi còn ghen, có không? Nó thấy chưa? Nên cái khổ đau của chúng ta là gì? Lặp lại. Nên bây giờ cái pháp niệm Phật là dạy mình phải lặp lại. Có Phật hiệu. Cái pháp niệm Phật là dạy mình phải lặp lại. Có Phật hiệu. Chúng ta đã lặp ngũ dục lục trần, mê đắm say đắm, mê nhau mà lặp tới lặp lui. Bây giờ Phật dạy mình lặp câu Phật hiệu này lặp lại, là thương niệm Phật, nhớ Phật niệm Phật, là lặp lại để gây dựng cái nhân niệm Phật là nhân, và cuối cùng được Phật Di Đà rước về cực lạc là quả. Hay không? Đó. Nên từ nơi đó mới biết. Bây giờ bữa nay là cộng tu đầu năm ở bên chùa Đạo Tràng Ba đúng không? Cái đề giảng là xin lọc đầu năm có ý nghĩa gì? Đây mới là cái thật sự hồi nãy tới giờ là chia sẻ lọc cho vị đó. Gỡ những cái rắc rối trong cuộc đời và biết được cái nguyên lý khổ đau là do ai tạo ra? Do mình mà. Mình không gieo nhân làm sao mình có quả quý vị? Thì bây giờ quý vị trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà, trồng cây mai dương thì bị đâm à. Chứ mai dương làm gì có trái. Ngồi suy nghĩ đi đúng không? Quý vị trồng trái đắng thì ăn trái đắng. Vì trồng trái ngọt thì ăn trái ngọt. Đúng chưa? Nên chúng ta dùng những lời sổ sàng với người ta thì người ta sẽ dùng những lời sổ sàng đến với mình. Hiểu không? Chứ sao bây giờ? Bây giờ quý vị đầu năm đầu tháng, quý vị hãy dùng những gì của năm nay học tập, đầu năm học tập, để áp dụng trong cuộc đời mình đi. Đó. Một bài chia sẻ Phật pháp thôi nó giải mã hết những cái khổ đau trong cuộc đời. Thật sự quý vị, trong cuộc đời này vui là giả, khổ là thật đó. Càng ngày càng suy nghĩ sẽ thấm nhuần được cái câu đó. Vui là giả, khổ là thật. Bây giờ quý vị ăn một chén cơm ngon vui, quý vị ăn hai chén, ba chén, bốn chén, quý vị ăn tiếp tục còn ngon không? Càng ăn nhiều nó sẽ càng khổ, vì no quá, bao tử chịu không nổi. Ăn vô tiếp tục bể bao tử thì sao? Nên vui là giả. Còn bây giờ Như Đức hỏi quý vị, bây giờ quý vị nằm xuống. Tứ độ này mới quan trọng nè. Nằm xuống. Nằm xuống làm gì? Quýnh quý vị một cây. Quýnh quý vị một cây, đau không? Quýnh thêm cây thứ hai đau không? Quýnh nhiều cây, đau hay sướng? Càng đau thì khổ, thì càng khổ. Hiểu chưa? Vui lại đi vào cái khổ nên gọi là vui là giả. Còn khổ, khổ thì càng khổ chứ làm gì mà vui. Nên từ nơi đó học Phật là mở cái hay nhất. Chuyển khổ đau thành an vui. Đúng không? Học Phật chuyển khổ đau thành an vui. Vì biết cái vui trong Phật pháp là cái gì không? Hiện tại vì đang khổ mà vì sao vui? Vì cái khổ của vị hiện tại là giả. Cái khổ hiện tại của vị là giả. Mà cái vui là Phật hay là rước vị về cực lạc mới là thật. Quý vị biết rằng con người người ta hạnh phúc nhất là cái gì không? Là cái người ta có cơ hội. Cái khổ đau nhất của con người là gì? Là hoàn toàn không có cơ hội gì hết. Thất vọng hoàn toàn, không có cái hy vọng gì hết. Mà cái pháp niệm Phật là cái pháp cho vị hy vọng. Đó. Bây giờ quý vị cứ nghĩ trong cuộc đời này vì có khổ cỡ nào, nhưng chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng mà quý vị bây giờ tín nguyện niệm Phật, tương lai Phật A Di Đà rước vị về cực lạc rồi thì đâu còn khổ đau. Nên quý vị có hy vọng. Khổ đau hiện tại mà hy vọng tương lai. Phải không? Đó. Nên cái ông này ông chạy xích lô, ông chạy mà ông ho máu. Suy nghĩ cái chuyện bây giờ ta chạy xích lô, ta kiếm tiền, ta sẽ còn cho con trai ta đi học, tương lai con trai ta sẽ làm quan, ta là cha của quan, cố gắng chạy. Máu. Máu. Mà nghĩ tương lai ta sẽ làm cha của quan, nghĩ như vậy là cái danh thôi, vậy mà cố gắng chạy xích lô.
À, có nhiều người làm thiệt là cực luôn, cực thiệt cực, bị chửi te tu luôn, nhưng mà gom góp tiền từng chút từng chút từng chút. Ta phải có tiền để cắt một cái nhà cho vợ ta ở, cho con ta ở. Ta muốn vợ con ta phải ở được đàng hoàng, nhất định ta phải làm, ta phải làm. Bị chửi, bị nói cỡ nào, cực cỡ nào cũng phải làm, kiếm tiền để cắt cái nhà cho vợ con ta ở được đầy đủ đàng hoàng. Như vậy chỉ có cái hy vọng đó thôi mà người ta cố gắng vượt lên chính mình. Phải không quý vị? Đó. Nên con người mà không có hy vọng thì không có một cái gì thành công cả. Người đi học, tương lai ta làm bác sĩ, tương lai ta phải làm bác sĩ. Trong lòng chúng ta nghĩ cái chuyện bác sĩ, bác sĩ. Hình thức chúng ta là bác sĩ. Bạn lên chiếc áo bác sĩ, quay phong quá, cố gắng học để làm bác sĩ. Nếu như một con người mà không nuôi cho mình một hy vọng như vậy thì cuộc đời quý vị làm sao phấn đấu? Không bao giờ phấn đấu quý vị à. Nên những đứa bây giờ có cực cỡ nào cũng không sợ cực là vì sao? Vì từng những đứa tương lai nghĩ Phật A Di Đà rước mình về cực lạc. Được chưa? Đó, những cái bài chia sẻ Phật pháp này nó quan trọng lắm để gầy dựng cho quý vị. Nên tất cả cái khổ đau trong cuộc đời này, bất cứ người nào khổ đau, bệnh hoạn, ung thư, bệnh sida, bệnh gì đi chăng nữa, bác sĩ không trị được, quý vị cứ yên tâm, cứ niệm Phật đi. Vì con người ai cũng chết một lần, đúng không? Ai cũng chết một lần. Có cái chú này tự nhiên ông phát một căn bệnh đuôi con mắt. Ông đau khổ vô cùng, buồn chán, thiệt buồn chán. Gia đình dẫn đến gặp những đức nói: ông đuôi một con mắt vẫn còn may mắn. Nó sợ. Ồ đau chết luôn, đuôi con mắt mà may mắn không biết gì may mắn. Thầy ba chợt. Vậy đức nói: Phan, chú Phan có nói tôi ba chợt. Khi tôi giải thích xong rồi chú không muốn nói gì thì nói: Phan hãy nói tôi ba chợt. Chú đừng nên dội vàng. Cuộc đời chú đã dội vàng quá, nó khổ nhiều mà còn có giờ còn dội vàng nữa sao? Nó thấy chưa? Đứng lại liền. Nghe nè. Còn một con mắt mở ra. Ôi ôi, mở mắt to ra. Chú đuôi một con mắt, còn một con xài. Chú có biết trong cuộc đời này có rất nhiều người không có con mắt nào không? Chú bấm lên cái chương trình khiếm thị của chùa đi. Có những người mù mà còn cụt tay cụt chân kìa. Còn chú mới có đuôi một con mắt, chú vẫn còn một con xài và còn tay còn chân. Chú còn ngon hơn nhiều người. Tại vì do chú nhìn những người có hai con mắt mà chú thấy chú thiệt thòi vì chú có một con mắt. Nếu như chú nhìn người ta không có con mắt nào thì chú sẽ thấy chú hơn người ta vì chú còn một con mắt. Đúng không? Trong cuộc đời chúng ta có khổ te tu tả tơ đi chăng nữa, chúng ta vẫn ăn cơm và có chén cơm để ăn. Đúng không quý vị? Vẫn bằng một bộ đồ sạch sẽ che bản thân. Chúng ta có khổ đau cỡ nào đi chăng nữa, suy nghĩ hạ cấp. Hạ cấp gì? Suy nghĩ về cái việc nếu như đời này đi đến cõi này mà chúng ta mang thân súc sanh. Thì thấy súc sanh chưa? Đó cũng là một con người tạo nghiệp mà làm súc sanh đó. Nhớ nghe quý vị. Quý vị thấy có nhiều con chó chưa? Nó đi ăn phân đó, quý vị thấy chưa? Bây giờ chúng ta vẫn ăn cơm thì chúng ta hạ cấp để suy nghĩ thì chúng ta sẽ nâng mình lên được. Nên chúng ta luôn luôn tạo cho mình một cơ hội ngày mai. Nhớ nghe quý vị. Luôn luôn tạo cho mình cơ hội ngày mai. Đừng bao giờ hoàn toàn tuyệt vọng. Có người tuyệt vọng là hoàn toàn không có hy vọng. Đúng rồi, tuyệt vọng là không còn hy vọng. Tuyệt vọng còn hy vọng gì nữa bây giờ. Hiểu không? Lúc nào chúng ta cũng phải có hy vọng. Đúng không quý vị? Mà chúng ta lại là người nghe được Phật pháp nên làm gì không có hy vọng. Hy vọng quý vị là hy vọng bao la, hy vọng tràn trề. Quý vị về chùa hộ pháp thì sẽ thấy hy vọng, đúng không? Vui lên đi, thấy không? Quý vị mà cười lên một cái là tất cả nỗi buồn tan biến hết rồi.
Nói cho quý vị biết chứ, vị có xấu cỡ nào xấu, vị cứ cười giùm những đức đi. Những đức là thật sự mà nói cười không có duyên quý vị. Không có duyên. Xấu, cười, xấu. Đừng có bao giờ mấy người nói những lời nói này để khích lệ tôi. Tôi không dễ bị dù đâu. Tôi biết tôi rất là xấu. Không? Nhưng mà tôi phải cười. Tôi xấu kệ tôi mà tôi phải cư, đúng không? Không, tôi cười để làm chi? Để cho những người xấu họ phải cư theo tôi. Vì nhớ, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nghe quý vị. Quý vị mà không cười thì cuộc đời sẽ lột. Mấy cái cô mà vô chùa ăn Tết năm nay mấy bà bổ quá trời luôn. Bà nào bà đấy cái mặt tròn do. Bà vô chùa ăn Tết có 4-5 ngày thôi mà bà lên 1-2 ký hết trơn. Nó lên ký tư luôn. Quá xịn sò. Vô chùa ăn Tết có mấy ngày mà lên ký tư. Hồi sáng mới hỏi tình hình của bánh mứt thì sao? Nghe cái nguồn tin cái đổ một hồi chán luôn. Mấy cô nói dạ thưa thầy, tình hình của bánh mứt còn vỏ bánh mà không có ruột bánh. Chứ hỏi gì ruột bánh ở đâu? Ruột bánh đâu? Bà nói vô bụng. Vô bụng mấy cụ với Phật tử hết trơn. À vậy hả? Tiếp tục kêu bánh chở xuống. Kêu bánh chở xuống luôn. Nhìn thấu buông xuống. Thấy cái gì ngộ ngộ mình giác. Hiểu chưa? Chiều nay lớp đạo làm con. Trưa nay 12 giờ trưa cho mấy cô nấu ăn xịn. Không, quý vị về cứ ngủ nghỉ ngơi thoải mái, chiều lễ Phật thờ giùm. Buổi chiều nữa không, lễ Phật thêm thờ nữa giùm, chỉ cần làm vậy thôi, không cần làm gì chứ, hiểu không? Xong xuống nhà bếp. Nhờ lễ Phật mà lên 1,5 kg đó. Không phải giỡn đâu, không phải ăn bánh kẹo nhiều mà lên ký đâu. Nhờ lễ Phật với tôi chọc cười mấy ngày nay mà lên ký. Đúng không? Đó, còn bánh kẹo phụ chút thôi. Nên hồi sáng mới kêu điện thoại bánh chở đến. Chắc giờ này nó chở đến 1 xe nữa. Đúng không? Mình mà đến với nhau mà phải đến bằng cả tấm lòng chứ. Của cái là vật bên ngoài, tình người quan trọng. Vậy đâu? Hồi nãy xuống nhà bếp hỏi cô Châu bữa nay cô nấu cái gì? Cô nói dạ nấu cơm. Nấu cơm, coi món gì đặc biệt kho tim nghe không? Có nước ngọt đem ra đãi hết.
không? Xuống nhà bếp, nãy xuống nhà bếp cầm theo một hộp sô cô la xuống nhà bếp. Bữa nay là ngày lễ gì? Tình nhân. Mình ở trong chùa mình đâu có mua hoa tặng, không? Mình đem kẹo sô cô la đến. Đến mình nói rằng, nói này các nàng, các nàng Bồ Tát trong chùa, lỡ đây sẽ tặng như các nàng mỗi người hai cục kẹo sô cô la, ngon. Xong xẻ tay ra nhẹ nhàng nghe, người ta xẻ tay quá nhẹ nhàng thì mình phải làm sao? Bỏ cục kẹo cũng nhẹ nhàng đó, quá là lăng rồi. Chưa à, xong ai cũng vui vẻ. Xong nhà Đức nói chuẩn bị đồ ăn, tu xong xuống Phật tử ăn. Nên các nàng ai cũng vui, đã là vui thì thành đạt, được chưa? Nên bây giờ mình ở nhà mà bây giờ bạn bè đến nhà mà kêu bà xã làm mồi, cái này làm mồi gì nói sao? Thôi được rồi, mày không làm tao làm, đừng làm gì thế kia vậy. Tại sao quý vị kêu làm mồi mà nó ghen quý vị? Tại sao? Tại quý vị không có tạo ra tiền đưa cho nó thì nó ghen chứ sao? Nên mình là đàn ông là gì? Kinh tế, phải lo kinh tế cho đàng hoàng, hiểu không? Nó lo lắng cho người ta đàng hoàng, người ta vui vẻ đi, bạn bè đến có uy tín. Em gì anh mồi nha, phải không? Mình mà không kiếm tiền được các bạn đâu chứ, xăng sổ xăng si nó lo không, mình kêu mồi mồi gì, mồi gì, tôi đi kiếm mồi, phải không? Là mình đã nghe mấy ông, mình đàn ông phải cố gắng, dù phước mình ít, làm cái ít tiền nhưng phải làm, phải nhiệt tình. Lúc nào ăn nhậu thì nhậu một chút, nhưng lúc nào làm ăn thì phải lo làm ăn. Mình sống vị phụ nữ mới tôn trọng, đúng quý vị? Bây giờ quý vị coi Nhận Đức đi đâu cũng đem mồi màng về, chứ sao? Đi đâu cũng đem mồi màng về, đem mồi màng về, tha mồi màng về cho mấy bà cụ, nào là cụ non, cụ giữa, chứ giữa, cụ già, đem về lo. Đi đâu cũng người ta đưa một cái là người ta đưa một cái đem về thì có kinh tế mới có cuộc sống, mới có bánh kẹo, có nước ngọt, đúng quý vị? Bây giờ quý vị về chùa thì Nhà Đức nói làm đồ ăn, làm đồ ăn ngon nghe không? Thầy muốn làm gì thầy? Cứ làm cái món đó, làm món đó nghe chưa? Thấy không? No. Làm nhanh lên nghe không? Làm cho ngon nghe không? Dở chết cho tụi nghe chưa? Thấy chưa? Thì mình vậy là ông mình mới có quy. Chứ bây giờ phụ nữ nó nuôi mình không một sao có quy với nó được. Vì công nhận quý vị. Nhưng mình là người phụ nữ mà là tạo kinh tế được, cũng đừng nên xem thường đàn ông. Dù cỡ nào cũng là chồng mình, mình phải đưa chồng mình lên cao một chút thì mình mới là người phụ nữ khôn, đúng không? Chứ không phải là vị mà kiếm tiền được mà vị xem thường chồng đâu nghe. Cái vị mà ăn hiếp chồng ta cười quý vị đó. Đàn ông có quyền ăn hiếp vợ, nhưng đàn bà mà ăn hiếp chồng là sao? Là người ta cười chê. Nhưng mà đàn ông mà ăn hiếp vợ quá đáng thì đây là tệ. Vợ mình mà mình đi ăn hiếp, sao mình ăn ngon đi ăn hiếp người ta? Ăn hiếp vợ mình chi à? Đúng quý vị? Thấy không?
Mình phải nói tới nói lui, giống như đá banh vậy đó, phải vẽ từ từ mới đá vào cũng thành. Mấy bà giỏi vàng quá, tôi mệt chứ. Mới nói câu á, phụ nữ phải bị ăn hiếp nè. Ngộ ghê, thấy chưa? Nó, mình phải đưa người ta lên, rồi mình mới giải thích cho người ta nghe. Mình là người đàn ông, tuyệt đối không ăn hiếp vợ. Vợ mà nó chửi mình, mình im gu luôn. Tôi nói cho em biết nghe chưa, tôi không sợ em đâu, mà vì em là vợ tôi đó. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó phụ nữ nó sợ. Em đừng có quá đáng nghe em, đừng có hỗn quá. Hỗn quá coi chừng có ngày á. Có ngày gì? Mắc chồng. Mấy bà mà hung dữ quá có ngày mắc chồng. Hỗn quá, đúng không? Đừng có hỗn quá nghe mấy bà. Mấy bà nào ở đây mà chửi chồng đưa tay coi. Coi không? Đưa tay cao lên. Đưa tay cao lên, tôi đưa mấy bà lên đây tôi biểu. Dám không dám đưa tay lên? Hiểu không? Thôi nói tóm tắt là mình sống với nhau quý vị, tôn trọng nhau, thương nhau. Có gì ngồi lại nhau nói một chút. Hiểu không? Có nhiều chỗ để nói mà. Cái lúc mà sằng si sằng sổ lúc đó đừng có nói. Nghe không? Lựa cái lúc mà vui vẻ nói, họ nghe liền à. Hiểu chưa? Ông nhớ nghe. Lựa lúc mà vui vẻ nói không? Nói nghe chân á. À, mấy bà làm gì nữa? Mình là người phụ nữ, người ta ví dụ người phụ nữ cũng như nước dịu dàng. Chứ bây giờ mấy bà mà lúc mà đàn ông đang nóng lên mà mấy bà còn châm dầu vào, dầu lửa, châm xăng, cháy phần phần. Có cái bà kia nhà nghèo, mới mua được cái tivi coi, thằng chồng nó nhậu về. Chồng nói, mày tin không? Mày tin gì? Đập tivi. Bà vợ nói, mày ngon mày đập đi. Chồng tức quá, bưng cái tivi lên mà chưa muốn đập. Mày tin không? Tao liền nè. Tại vì chồng nó bây giờ đàn ông mà biết bị. Nói gì coi, vợ cái nó bỏ đi chỗ khác đi, mình để tivi xuống. Gặp vợ nó khôn đi ghê. Nói ông ngon liền đi. Tao tức quá. Mày đừng có thách tao nghe. Tao liền thiệt á, nghe chưa? Ông ngon liền đi. Tức quá trời tức rồi. Giờ làm sao? Không liền thì còn mặt bài đàn ông gì nữa. Tức quá, liền luôn. Liền cái rầm, tôi bị bể. Sáng mai, ngày mai tỉnh lại, hai chồng không có tivi con. Làm cực muốn chết luôn, đi kiếm tiền mua thêm cái tivi khác. Khôn ghê không? Mình mà đàn bà mà gặp trường hợp đó, mình nói, tôi sợ ông rồi, tôi đi cho khác. Tôi sợ rồi, ở đây làm chi cho bể tivi. Đi chỗ khác đi. Mấy bà đứng ở đó, mấy bà cương kênh thì có chuyện xảy ra đúng không? Mình là người phụ nữ, chồng vừa đưa tay chuẩn bị đánh mình đó. Thì ai đánh được mình không? Vừa đưa tay lên cái này. Chồng nó thấy nó mắc cười, đàn ông mà ai mà nỡ lòng đánh tầm bậy tầm bạ kỳ cục vậy. Ta đã sợ mình vậy mà đánh cái gì? Mà mấy bà có cái bệnh kỳ cục lắm. Ta vừa đưa tay đó mà nói nè, đá, đánh ngay đây nè. Bơ, mày con mày giọng ngay lên mũi tao đi. Bụp. Xong rồi tức là bye bye vô, nó lên chỏ thêm vài cái, lên gói vài cái, ngày mai mua thuốc cho uống. Nghe không? Dạy thấy ghê chưa? Chỉ mấy bà, vừa mà chồng tức lên đưa tay lên cái. Rồi nó bỏ đi mất tiêu vì mình sợ rồi.
Hiểu không? Chứ đừng có nhào vô, đánh đi, đánh đi, đánh tao chết đi. Nó quýnh mình không có chết. Mà mấy bà ngày mai còn khổ nữa. Nhất mình là chuyện nhỏ. Nó quýnh rồi, ngày mai nó năn nỉ. Mà năn nỉ rồi thì mấy bà càng mệt mỏi nữa. Để ý đi, phải không? Có không? Có, thấy chưa? À, khổ nhất là năn nỉ á. À, giống như quê ngày xưa có cái bà đó, bà đẻ 8 đứa con. Người ta kế hoạch quá gia đình, ta hỏi bà tại sao bà đẻ nhiều thế. Hai vợ chồng tôi cự lộn tối ngày. Nói, tại sao cự lộn nhiều mà đẻ nhiều thế. Nói, vì do cự lộn mà đẻ nhiều. Sao cái chuyện này cái chuyện lạ ha? Sao nghe câu chuyện này sao lạ quá. Cần phải nghe tiếp tục. Kể tiếp tục đi. Đó, thấy chưa, cái câu chuyện nó hấp dẫn đấy vậy. Hấp dẫn là tại sao quýnh lộn nhiều, cự lộn nhiều mà đẻ nhiều thế. Thì kể tới đây tao nó không phải kể tiếp tục nữa. Cái câu chuyện này nó quá hấp dẫn, không kể không được. Cái câu chuyện này ai cũng đang lắng nghe, thấy chưa. Cái này mới là hấp dẫn nè. Kể chuyện mà kể xong một chút phải dừng lại. Thì thường dừng lại là người nào cũng ngóng cổ lên. Thấy chưa? Đó, đó. Bên đây mình có anh Nam, bên đây có anh Nam chút đỉnh nè. Nào. Xong, bà nói, gia đình nghèo, xạo xạo tối ngại. Mỗi lần ông nhậu vô thì ông chửi con, chửi vợ, đánh, đánh xong năn nỉ. Thì đêm đó có một đứa. Kinh khủng như vậy. Thì nhà Đức hỏi bà là, trong 8 đứa con đó, chắc đánh nhiều lắm đúng không? Đánh tá lả âm binh. Quý vị thấy trong cái cuộc đời nó lạ lắm quý vị ơi. Quý vị thấy rõ ràng không? Thương đó là đánh đó, đánh đó là thương đó, đúng không? Có không? Nó thấy chưa? Vậy chúng ta cuối cùng chúng ta thấy trong cuộc đời này chúng ta như là một con rối để sống trong cuộc đời này quý vị. Nè, tới đoạn này mới là cái đoạn đặc biệt nè, đoạn kết của cuộc đời nè. Quý vị ngồi suy nghĩ đúng không? Mình như một con rối vậy, lạ kỳ ghê. Có lúc mày nghe mày em là đây anh biểu đây. Phải không? Có mà. Có lúc mày nghe mày, tao nói cho mày biết nha. Mày nghe, cha mẹ mày biết vậy mày nghe. Xong một chút, em là đây anh nói cho nghe nè. Đúng không? Có những lúc chửi mình, chửi cha mẹ mình. Có những lúc kêu mình con này con kia con nọ. Có những lúc nói những lời nói rất là tệ bạc với mình luôn, đúng quý vị? Nhưng lại có những lúc lại tự nhiên làm những việc đó với mình. Rồi chúng ta phải chịu đựng như vậy trong cuộc đời. Ôi cha ơi. Sao cuộc đời khổ thế vậy cha ơi cha. Này là nói tới Chúa rồi đó. Chúa ơi Chúa. Sao cuộc đời con khổ thế vậy Chúa. Thấy không? Những người đạo thiên Chúa người ta có gì khổ. Kêu Chúa ơi quý vị ơi. Đúng quý vị. Còn mình đạo Phật thì kêu gì? Phật ơi Phật. Sao đời con khổ thế vậy Phật. Đúng không? Hồi nãy mới gặp cái bà đó, bà nói một câu. Con nói thiệt với thầy, bây giờ con rất yên tâm. Mỗi lần mà con ngủ mà con bị nằm ác mộng, con thấy thầy đến. Nói vậy đó. Không, mà cái việc này không đơn giản nghe quý vị. Vì nghe Pháp ai mà kính trọng. Quý vị khi gặp sự cố có người đó đến. Chắc chắn vậy luôn. Ngày xưa mà những đức mới tu có khi lâu lâu cũng gặp những cái ác mộng nó không được hay. Thì thấy Hòa Thượng Tịnh Không. Đó. Lỡ an tâm cho mình. Đó là ai vì biết không? Phật Bồ Tát đến. Tại vì vị nghe Pháp người đó nên Phật Bồ Tát phải thị hiện người đó. Để an tâm với vị. Tại vì vị nghe Pháp đúng thì vị sẽ gặp người đó. Chứ Phật Bồ Tát không có thể nào hại vị được. Hiểu chưa? Nó nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình quý vị hãy suy nghĩ lại cái cuộc đời của mình. Nếu như chúng ta không suy nghĩ cho kỹ thì chúng ta sống trong cái khổ đau mà mê muội trong khổ đau. Rồi chết trong khổ đau, rồi đọa lạc trong khổ đau mà không có ngày mai tươi sáng. Quý vị ơi là quý vị. Nghe không?
Nên quý vị phải suy nghĩ cho thật là kỹ, những người làm chồng, những người làm vợ, những người làm con trong cuộc đời này, những người lãnh đạo trong cuộc đời này, hãy suy nghĩ cuộc đời chúng ta cuối cùng phải đi về đâu đây, với cuộc đời bao nhiêu sự khổ đau này, chỗ nào là chỗ cho ta được nương tựa đây hả quý vị? Ai là người cho ta nương tựa bình an đây? Ai? A-di-đà-phật. Đúng quý vị, vô hình vô tướng mà lại bình an. Vô hình vô tướng mà lại bình an, có hình có tướng mà lại bất an. Đúng quý vị, phải không? Người thân mình, vợ chồng có hình có tướng mà lại bị bất an. Thương nhau quá cũng lo khi xa nhau. Quý vị có không? Nên Phật Pháp nó xác thực trong cuộc sống hàng ngày. Xác thực trong cuộc sống hàng ngày. Người có chồng sợ mất chồng đau khổ, người mất chồng rồi cũng vui sướng bình thường, có không? Ví dụ như giờ cô Diệu Sinh này có chồng đâu, bảo con cười hú hí mỗi ngày. Nên tất cả những người bị chồng bỏ cũng đừng nên cho rằng cuộc đời mình tuyệt vọng, đừng bao giờ cho rằng cuộc đời mình sống trong bóng đêm nha quý vị. Cũng đừng bao giờ cho rằng chúng ta phải có người đàn ông chúng ta mới sống nổi. Bảy, tại sao chúng ta nghĩ như vậy? Ai có thì nên trân quý, còn đã mất rồi thì phải buông ra. Nhớ nghe. Đó, vì hiểu được nguyên lý này thì cuộc đời vì quá yên tâm. Có cũng được mà mất cũng được, tùy duyên. Đúng quý vị. Mà quý vị nhớ câu nhà Đức nhắc nhở quý vị, phải bồi dưỡng một hạnh phúc gia đình cho thật tốt. Còn nếu như đã bồi dưỡng hết lòng rồi mà nó vẫn không tốt thì thôi. Chứ sao? Dùng cái câu gì? Chọn hết bổn phận, thành bại tùy duyên. Đúng quý vị? Chúng ta hãy làm tặng đáy lòng mình đi, với một vai trò làm chồng, làm vợ, làm con. Hãy làm tặng đáy lòng của mình một cái vai trò đó đi cho tốt. Nhưng đã làm nhiệt tình rồi mà nó vẫn không tốt thì thôi. Không có gì phải trách móc hết trơn, đúng quý vị? Cái bài chia sẻ Phật Pháp bữa nay không đơn giản nha. Quá nhiều tư tưởng, đúng quý vị? Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Đúng rồi, phải niệm Phật. Từ hôm nay chúng ta không buồn giận ai nữa, nghe quý vị? Bước qua năm mới, tất cả những việc buồn giận hẳn trách, 1, 2, 3 3, 2, 1 1, 2, 3 3, 2, 1 Rồi mấy cái thằng buồn, mấy con buồn giận trách này nó chạy mất dép. Đúng quý vị? Bỏ quá. Thấy không? Sống không giận, không hờn, không quán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng không bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương. Sống yên vui, danh lợi mãi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chúc vị an lạc vậy ơi. Ai cũng sống trong niềm vui nghe. Và tín nguyện niệm Phật. Cuối đời chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu? Hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc vậy ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Giáng sinh. Giáng sinh. Quyết tâm giáng sinh. A Di Đà Phật. Quá vui. À, chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ